Mau lên, lũ người đầu tivi kia, các ngươi hãy chiến đấu với nhau đi. Kẻ nào mạnh nhất, bọn ta sẽ lựa kẻ đó ra thí nghiệm thuốc đặc biệt cho bọn ta. Còn kẻ thua cuộc, bọn ta sẽ giết chết. Tiến lên nào, tôi xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu. Chỉ là bọn chúng bắt ép tôi phải làm như thế mà thôi. Tôi cũng sẽ đánh bại cậu, tôi không muốn bị bọn chúng giết chết đâu. Chết tiệt, đủ quá gì đâu quá này, từ đâu xuất hiện, bắt hết lời TV man của chúng ta, ép chúng ta tranh giành sự sống tiêu diệt lẫn nhau. Mục đích bọn chúng muốn gì? Hay là chúng ta ngừng chiến đấu, cùng nhau phối hợp thoát ra khỏi nơi này đi. Hả? Cậu nói đúng đó, tôi không chịu nổi cảnh bị giam tù, rồi đem ra làm trò đùa như thế này. Chúng ta phản công lại bọn chúng đi. Mẹ kiếp, hai thằng chết tiệt đầu TV này, bộ các ngươi muốn chết à? Tại sao các ngươi lại không chiến đấu với nhau nữa? Lũ chết tiệt quái gì các ngươi, không có quyền bắt bọn ta, càng không có quyền khống chế bọn ta. Hôm nay bọn ta sẽ phản lại các ngươi. Chết tiệt, hai kẻ này trông có vẻ rất mạnh mẽ. Mau, bắt bọn chúng lại, cho vào phòng thí nghiệm, chuẩn bị tiêm thứ bệnh dịch hạch vào trong người của bọn chúng để xem phản ứng như thế nào. Chết tiệt chúng mày, chết tiệt chúng mày, tránh xa tao ra. Anh bạn, này anh bạn, anh có sao không? Mau đứng dậy đi, chúng ta cùng chạy thoát khỏi nơi này. Không được rồi, tôi bị bọn chúng đánh vào cho hiếp, mất máu nhiều quá, chắc tôi không qua khỏi. Mau chạy đi tìm chú tể của chúng ta. Chỉ có mày mới giúp lại TV của chúng ta thoát khỏi lũ quái vĩ ngoài hành tinh xâm chiếm này. Chết tiệt, có hai tên TV man phản bội lại, dám giết người của chúng ta. Mau thả quái vật đuổi theo cánh trên đó đi. Chết tiệt, không hay rồi. Lũ quái vật đó rất dữ tợn, đã giết rất nhiều loài TV man của mình. Phải làm sao để chạy thoát đây? Đằng trước có thứ gì vậy? Đằng kia, thứ người đầu TV to gan dám tấn công những bác sĩ dịch hạch của chúng ta phía trước kìa. Mà tới đó, xe xác hắn, lôi hắn về. Cái gì đây? Đây là những mảnh giáp và vũ khí của chú tể mình mà. Khốn kiếp, sao nó lại ở đây? Không lẽ ngày ấy cũng đã gặp chuyện? Phát hiện ra nó rồi, lần này mày đừng hòng chạy được nữa. Chết tiệt. Hay là mình sử dụng vũ khí của chú tể mình để chống trả lại lũ khốn kiếp quái vật ở phía sau lưng mình. Quyết định vậy đi. Wow, mình trở thành một tái thành khổng lồ rồi. Thật không ngờ, thanh kiếm màu tím của chú tể mình thật là lợi hại quá đi. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng đến gần được nó rồi. Những thứ đầu TV này tại sao lại trở nên to lớn thế này? Một tiếng lại đó, lôi nó về nào. Chúng mày, có gan thì tới đây hết đi, lũ chết tiệt. Chúng mày ở đâu xuất hiện tới hành tinh của tao? Bắt ép tất cả loài TV men bọn tao, cho chúng mày thử nghiệm một thứ dịch bệnh gì đó. Khốn kiếp, chúng tao là sinh mạng, không phải là vật để chúng mày thí nghiệm. Chết tiệt, thứ TV men này không những to lớn mà nó còn rất mạnh. Mẹ kiếp, thanh kiếm trên tay của nó sắc bén quá. Không ổn rồi, mau chạy thôi, mau quay về báo cho tổ chức SCP của chúng ta. Lũ khốn kiếp, đáng đời các ngươi. Bây giờ phải nhanh chóng tìm được chú ta, không biết ngày ấy đang gặp chuyện gì và ở đâu. Phải tìm được ngày ấy, cùng ngày ấy quay về giải cứu loài TV man của mình. Chú ta, ngày ở đâu, ngày có nghe tôi gọi ngày không? Lại xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt tới đây nữa à? Này, có thể cho bọn ta xin một ít lương thực được không? Bọn ta đói khát lắm rồi. Mau tránh ra đi, ta không có những thứ các ngươi cần đâu. Ta đang đi tìm chú tể của ta. Chết tiệt, lũ khốn kiếp người đá này, các ngươi làm cái quái quỷ gì vậy? Rượu mời không uống, muốn uống rượu vàng, không cho bọn ta thì bọn ta cướp. Đúng là một lũ rác rưởi, trứng mà đòi chọi với đá. Dừng lại đi, đừng bóc tách cơ thể ta đau quá. Là chú tể của mình mà.
Khốn kiếp, lũ người đá ở đây to gan, dám làm hại ông ấy. Mau mau lột da xẻ thịt tên khổng lồ người đầu tivi nằm ở đây đi. Hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc liên hoan thật lớn. Lũ khốn kiếp, mau mau tránh xa cơ thể chú tể của ta ra. Chết hết đi. À, gì vậy nè, sao lại xuất hiện thêm một tên đầu tivi khổng lồ cầm kiếm nữa? Lũ rác rồi, lũ bẩn thỉu, cơ thể của chúa tể ta mà các ngươi dám bóc xẻ ngày ấy ra, hôm nay ta sẽ cho loài người đá của các ngươi diệt vong tại đây. Ngươi là ai vậy? Sao lại cầm vũ khí của ta? À, chúa tể, ngài không sao chứ? Là con đây, con là một TV man nhỏ bé của ngài đây. Nhưng kể từ khi ngài mất tích bí ẩn, lũ quái vật ngoài hành tinh đó đã hùa xuống bắt tất cả chúng con, ép chúng con phải chiến đấu lẫn nhau để lựa ra những TV man mạnh nhất đem đi thí nghiệm thứ dịch bệnh gì đó. À, thì ra ngươi là con cháu của ta. Chết tiệt, lũ đó chính là binh đoàn SCP. Bọn chúng tập trung những con quái vật hung tợn và mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Thật không ngờ bọn chúng chọn loài của chúng ta để thí nghiệm. Đúng rồi thưa chúa tể, con sẽ trả lại vũ khí cho ngài. Ngài hãy cùng con đi giải cứu những TV man khác đi. Ta vì quá bất cẩn nên để lũ SCP quái vật bê tông khổng lồ đánh cho gãy xương hết rồi. Ta trốn thoát và té ngã xuống đây thì lại gặp lũ người đá lúc này. Cũng may con tới kịp lúc. À khoan, ta không ngờ ngoài ta ra con cũng có thể sử dụng được thanh kiếm đó của ta. Hay là con hãy thay thế ta trở thành chúa tể TV mới đi. À, ngài nói cái gì vậy chứ? Làm sao con có thể? Có thể. Mau lấy hết toàn bộ những bộ phận áo giáp của ta mặc lên người của con. À khoan, con hãy ăn luôn ta. Tủy sống của ta chứa một nguồn năng lượng rất lớn sẽ giúp con trở nên khổng lồ. Lúc đó con có thể thức tỉnh hoàn toàn thứ vũ khí cầm trên tay của mình. Nhanh đi. À, chết tiệt. Lũ binh đoàn SCP, ta sẽ không đi cho các ngươi. Chúa tể ơi, ngài hãy yên nghỉ. Con sẽ thay thế ngài bảo vệ cho tất cả đồng loại TV Man chúng ta. Lũ quái vật SCP, các ngươi ở đâu? Ta quay về rồi đây, ta sẽ báo thù. Đánh đi, đánh nhau đi lũ TV Man kia. Bọn các ngươi muốn chết hết thì sao? Khô kim, dừng lại. Các ngươi không có quyền bắt những TV Man khác phải chiến đấu cầu xé lẫn nhau. Ta sẽ diệt sạch lũ quái vật SCP của các ngươi để giải phóng họ. Không hay rồi. Tịch chúa tể TV, sao hắn vẫn còn sống? Hắn đã quay lại rồi kìa. Mau, cầu cứu những quái vật bê tông khổng lồ. Cái gì chứ? Lũ quái vật bê tông khổng lồ à? Lũ khốn kiếp đó chính là những kẻ đã giết chết chúa tể của ta. Ta phải báo thù. Sao những thứ này lại đứng yên một cục thế này? Chết tiệt, mình vừa chớp mắt một cái đã thấy bọn chúng dịch chuyển cho khác rồi. Lũ khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Giết, nghiền nát thứ này, trộn với xi măng để làm thành một bức tượng bê tông. Sao bọn chúng nhanh thế này? Khốn kiếp, đúng rồi, mỗi lần mình nháy mắt thì bọn chúng sẽ dịch chuyển tấn công mình. Mình sẽ không nháy mắt, mình sẽ mở trợn mắt ra và kết thúc bọn chúng tại đây. Không hay rồi, hắn biết được nhược điểm của chúng ta rồi. Không hay rồi. Cuối cùng cũng đã đuổi sạch được bọn chúng. Đi, anh bạn, có thể nào gia nhập tổ chức với chúng tôi không? Các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì? Đừng sợ, chúng tôi tới đây không phải với mục đích muốn chiến tranh đâu. Chúng tôi là những chiến binh bảo vệ các hành tinh chúng ta vũ trụ. Chúng tôi cần những người như cậu. Hãy gia nhập
vào chúng tôi. Con báo